Rồi, chào mừng các em đến với bài học hôm nay. Chúng ta khởi động với một bài tập nhỏ. Viết các phương trình hóa học khi cho BS, Fe, Na tác dụng với oxy. Vậy cô có đáp án như sau. Rồi mình có 4 cái phương trình hóa học ha. Rồi mấy em chú ý vào các sản phẩm của từng phương trình hóa học. Thì 4 sản phẩm của 4 cái phương trình hóa học trên là những cái oxit. Vậy oxit là gì, có mấy loại và cách gọi tên ra sao thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu cái bài học hôm nay. Đó là bài 26, oxit. Bài oxit thì có 4 nội dung. Thứ nhất, định nghĩa. Thứ hai, công thức. Thứ ba là phân loại. Và cuối cùng là cách gọi tên. Rồi chúng ta đi vào phần 1 la mã định nghĩa. Cô có các hợp chất SO2, Na2O, P2O5, Fe3O4. Vậy em hãy nhận xét điểm giống nhau về thành phần của các hợp chất trên. Nhìn vào công thức hóa học của 4 chất trên thì chúng ta thấy chúng đều là hợp chất, gồm có 2 nguyên tố và trong đó có một nguyên tố là oxy. Vậy chúng ta sẽ dễ dàng định nghĩa được oxit. Oxit là hợp chất của 2 nguyên tố, trong đó có một nguyên tố là oxy. Vậy em hãy phân biệt oxit với các hợp chất khác trong bảng sau. Nhìn vào bảng thì cô có 6 cái công thức hóa học. Vậy công thức hóa học nào là oxit? Mời các em xem đáp án. Rồi, vậy công thức hóa học của oxit gồm có SO3, Na2O, CO2, Fe2O3. Hợp chất khác là Na2CO3, H2SO4. Vậy tại sao hai hợp chất này không phải là oxit? Theo định nghĩa, oxit là hợp chất hai nguyên tố, trong đó có một nguyên tố là oxy. Vậy công thức hóa học Na2CO3 nhìn vào thì nó cũng là hợp chất. Theo định nghĩa, oxit là hợp chất hai nguyên tố, trong đó có một nguyên tố là oxy. Vậy Na2CO3, hợp chất này cũng có mặt nguyên tố oxy, nhưng hợp chất này gồm có 3 nguyên tố tạo nên. Tương tự H2O4 cũng vậy, là do 3 nguyên tố tạo nên. Nên Na2CO3 và H2SO4 không phải là oxit. Chúng ta sang phần 2 la mã, công thức chung. Cô có công thức dạng chung của oxit là MXOY. Vậy công thức của oxit sẽ gồm ký hiệu của oxy kèm chỉ số Y và ký hiệu của một nguyên tố khác M có hóa trị là N kèm theo chỉ số X của nó theo đúng quy tắc về hóa trị. Công thức dạng chung của oxit MXOY cố gắng hóa trị ở trên. Hóa trị của M sẽ là N nhỏ, hóa trị của oxy lúc này là 2. Vậy theo quy tắc về hóa trị, ta có N nhân X bằng 2 nhân Y. Trong đó, M là ký hiệu hóa học của nguyên tố, O là ký hiệu hóa học của oxy, X chỉ số của M, Y là chỉ số của O. Bây giờ mấy em dựa vào thành phần cấu tạo của các oxit sau để phân loại oxit. Cô có các công thức hóa học Na2O, CO2, P2O5, CaO, SO2, Fe2O3, MgO, SO3. Vậy chúng ta sẽ cùng nhau phân loại giữa oxit nào tạo bởi kim loại và oxy, và oxit nào sẽ tạo bởi phi kim và oxy. Mời mấy em xem đáp án. Từ ví dụ trên, chúng ta sẽ qua phần 3 la mã, đó là phân loại oxit. Oxit tạo bởi kim loại và oxy sẽ là oxit 3G. Và oxit tạo bởi phi kim và oxy sẽ là oxit axit. Vậy oxit được phân làm hai loại chính, đó là oxit 3G và oxit axit. Một nhỏ oxit 3G. Oxit 3G là oxit của kim loại và tương ứng với một 3G. Cô có các ví dụ Na2O, CO, Fe2O3. Đó là những oxit 3G.
và tương ứng với 1 bazer là như thế nào? Thì mấy em nhìn vào bảng sau. Cột đầu tiên cô có các oxit bazer Na2O, CaO, Fe2O3, MgO. Cột thứ hai là các bazer tương ứng. Chúng ta qua phần 2 nhỏ, đó là oxit axit. Oxit axit thường là oxit của phi kim và tương ứng với một axit. Ví dụ CO2, SO2, B2O5. Tương ứng với một axit là như thế nào thì mấy em nhìn vào bảng. Cột đầu tiên là oxit axit. Cô có các oxit axit CO2, SO2, SO3, B2O5. Khi các oxit axit này kết hợp với nước sẽ tạo ra các axit tương ứng ở phía sau. Ở đây có trường hợp đặc biệt MN2O7. Ở đây chúng ta thấy MN là một kim loại, nhưng trong trường hợp này MN2O7 là một oxit axit và axit tương ứng của nó là HMNO4. Mấy em hãy đọc cái mục sau trong sách giáo khoa. Rồi trên đây là hai loại oxit chính. Thì lên lớp 9 chúng ta sẽ được nghiên cứu thêm hai loại oxit nữa, đó là oxit lưỡng tính và oxit trung tính. Rồi chúng ta sang phần cuối cùng, 4 la mã, cách gọi tên. Một nhỏ, tên của oxit bazer. Tên của oxit bazer sẽ bằng tên của nguyên tố kèm hóa trị nếu kim loại có nhiều hóa trị cộng với oxit. Mấy em hãy nhìn các ví dụ. Ở đây cô có K2O được gọi là kali oxit, CaO canxi oxit, FeO sắt 2 oxit, Fe2O3 sắt 3 oxit, CuO đồng 2 oxit. Vậy thì mấy em thấy hai trường hợp K2O, CO không kèm hóa trị, tức là kali và canxi nó chỉ có một hóa trị thôi. Cho nên chúng ta sẽ gọi tên của oxit bazer này bằng tên của nguyên tố cộng với đuôi oxit không kèm hóa trị. Còn trường hợp FeO, Fe2O3, CuO, lúc này Fe và Cu là kim loại có nhiều hóa trị, sắt có hai hóa trị 2, 3, đồng có hóa trị là 1, 2. Vậy tùy trường hợp mà chúng ta kèm hóa trị. Với trường hợp FeO thì chúng ta xác định Fe lúc này hóa trị 2. Trong cái hợp chất này thì chúng ta gọi kèm hóa trị giữa là sắt 2 oxit. Fe2O3 sắt lúc này hóa trị 3 thì chúng ta gọi sắt 3 oxit. CuO đồng trong trường hợp này hóa trị 2 thì chúng ta gọi tên đồng 2 oxit. Chúng ta qua phần 2 nhỏ, tên của oxit axit. Tên của oxit axit sẽ bằng tiếp đầu ngữ cộng tên phi kim cộng tiếp đầu ngữ cộng oxit. Chú ý khi dùng tiếp đầu ngữ, ta dựa vào cái chỉ số trong công thức hóa học. Nếu nguyên tố mang chỉ số 1 thì không kèm tiếp đầu ngữ. Tiếp đầu ngữ chúng ta gọi là tiền tố ha. Rồi cách gọi tiếp đầu ngữ hoặc là tiền tố, chỉ số 1 gọi là mono mà chúng ta thường bỏ qua, là chỉ số 1 chúng ta sẽ không kèm tiếp đầu ngữ. Chỉ số 2 gọi là di, chỉ số 3 tri, chỉ số 4 là tetra, chỉ số 5 gọi là penta. Rồi mấy em nhìn vào ví dụ, gọi tên các oxit sau. SO2. Vậy cô nhắc lại, tên của oxit axit sẽ bằng tiếp đầu ngữ cộng tên phi kim cộng tiếp đầu ngữ cộng oxit. Vậy S lúc này chỉ có là chỉ số 1 cho nên chúng ta không kèm tiếp đầu ngữ. Chúng ta gọi tên của phi kim S đó là Lewin. Oxy lúc này có chỉ số 2, vậy gọi là đi cộng với đuôi oxit. Vậy chúng ta sẽ có cái tên gọi của SO2 là Lewin dioxit. Tương tự SO3, nó chỉ khác chỉ số 3 thôi, chúng ta thay thế bằng tri, Lewin tri oxit. B2O5, ta nhìn vào B2O5, B lúc này là chỉ số 2, thì chúng ta sẽ gọi là đi. B là phosphor, cộng tiếp đầu ngữ của oxy lúc này 5, 5 gọi là penta, cộng đuôi oxit, vậy chúng ta gọi tên đi phosphor penta oxit. Ngoài đây là hình ảnh ô nhiễm bầu không khí từ phương tiện giao thông. Các nhà máy xí nghiệp thải ra các khí SO2, NO2,
Các khí này thuộc oxit axit mà khi gặp trời mưa thì nó sẽ kết hợp với nước tạo nên cái hiện tượng mưa axit. Mưa axit thì gây cái hậu quả rất là nặng nề, là ví dụ như làm cho cây cối chết dần đi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ củng cố lại nội dung của bài. Oxit, định nghĩa oxit. Oxit là hợp chất hai nguyên tố, trong đó có một nguyên tố oxy, có công thức chung là MXOY. Phân loại thì có hai loại chính là oxit axit và oxit bazơ. Cách gọi tên oxit. Tên của oxit bazơ thì bằng tên của kim loại kèm hóa trị cộng với oxit. Tên của oxit axit thì bằng tiếp đầu ngữ cộng tên phi kim cộng tiếp đầu ngữ cộng oxit. Giờ chúng ta sẽ làm bài tập câu 1 cho các chất sau đây. Cô có một dãy chất ha. Vậy theo các em, chất nào là oxit axit, chất nào là oxit bazơ? Em hãy gọi tên các oxit đó. Rồi các em xem đáp án. Oxit bazơ, cô có CuO, CaO, ZnO, Fe2O3, BaO, K2O. Oxit axit, cô có SO2, CO2, B2O5, NO2. Chúng ta nhìn vào cái dãy chất đó, lựa ra những cái chất mà có hai nguyên tố và trong đó lúc nào cũng có cái nguyên tố là oxy, thì đó là những oxit. Và chúng ta phân loại oxit axit thì là oxit của phi kim, còn oxit bazơ là oxit của kim loại. Rồi chúng ta qua câu 2. Viết công thức hóa học của các oxit có tên sao? Nhôm oxit, magie oxit, carbon oxit, carbon dioxit, dinitro penta oxit, sắt 2 oxit. Rồi cô mời mấy em xem đáp án. Rồi, các em làm bài tập 1, 2, 3, 4, 5, sách giáo khoa trang 91 và bài tập trên Viettel tới đi. Rồi, xem lại các kiến thức của chương 4. Thứ nhất, tính chất của oxy. Thứ hai, cách điều chế khí oxy trong phòng thí nghiệm. Rồi, phản ứng hóa hợp, phản ứng phân hủy. Phân loại, gọi tên oxit. Và xem lại các bài tập tính theo phương trình hóa học. Rồi bài học kết thúc, chúc các em học tốt, hẹn gặp các em ở bài sau.